ở xa về ở cùng với mọi người rất là vui vui khi được hội ngộ với mọi người ngày hôm nay. Và em xin hết ạ. Xin chào quý vị, chắc là mọi người biết là Hải Yến là ở rất là xa, có rất là xa nhất, và nhất ở đây, mà cũng không ở lãnh thổ Việt Nam nữa. Cho nên là một người, đây là cũng là một một bạn rất là đặc biệt ngày hôm nay, cho nên là bạn sẽ được nhận riêng một phần quà từ chọn. Mời con lên bốc thăm. Em cảm ơn. Em ghen tình à? Em ghen tình. Em ghen thì để tí nữa em ghen nói với anh. Khi em nói ở đây là người ta nói thế này thế kia. Xin mời bạn tiếp theo là Tắc Thùy Linh.